Ồ, các bạn thấy hai chiếc xe của bè lái các bạn nha. Đó, chiếc 05, chiếc 03 nha. Thì đang phá vườn bếp nhà của mình. Thì phần đất này của má như của Út đang ban ra làm ruộng nè các bạn. Này má nó đi ra câu người ta làm. Chiếc này là chiếc Uber 03 Sumitomo S160 đang ban cái bờ đó để ra. Chiếc này là chiếc Sumitomo 05 S265 đang móc mấy cái cột cây dưới sền cái mương. Kế nhau hả? Cuối không nhiều. Tắm nước thì đem cây vô nó khỏe hơn. Cây to chiếc xe nó bò qua nha các bạn, nếu mà không có cái lót mấy cái gốc cây đổn dưới là chiếc xe kia không thể nào qua được. Nguồn này đang nạo cái gốc trà, chiếc này nạo nổi không? Rồi chắc chẻ ra là nhiều miếng mới nạo nổi gốc này bạn ơi. Ném cái đường này đang mà chiếc máy đi qua.
Hồn khổng lồ các bạn nha, quá trời luôn nè. Ô là cái gốc cây này dữ dằn. Cái gốc kia, xe kia nó bươi qua, xe này kéo cái gốc này mới nổi ngoài. Ném luôn, hồi muốn kêu móc thì móc lên. Móc lên mới được, đừng để gì sau này mà nó lòi lên nó mới sẽ cắt mới xới xem được. Mới bò xuống nó không dám vô đó không? Ngăn đây là nguy hiểm lắm á. Hiện tại thì chiếc Cuba đang kiếm cái đường qua. Tình hình trước mặt là cái mương lúng nha các bạn. Đó, giờ anh tài xế đang lót cái gì anh bò qua, hồi nãy giờ anh bò qua rồi anh nhóm lại đó. Mương lúng lắm. Đó, ghê chưa? Em nãy giờ biết bao nhiêu gốc như đó mà chưa có dám qua thẳng luôn.